Bệnh viện ca cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận một bệnh nhân 47 tuổi mắc ung thư giai đoạn muộn, không thể phẫu thuật do khối u lan rộng. Bác sĩ tư vấn dùng hóa chất để nâng cao thể trạng, kéo dài sự sống. Tuy nhiên, người bệnh từ chối điều trị, xin về nhà uống nước kiềm để tăng sức đề kháng, giảm cân, ổn định huyết áp, thải độc, thu nhỏ khối u. Chia sẻ với bác sĩ, người bệnh cho biết chỉ uống nước không ăn để bỏ đói tế bào ung thư. Đây là lựa chọn là đức tin của bệnh nhân, rất khó để thuyết phục. Bác sĩ Hà Hải Nam, phó trưởng khoa ngoại bụng 1 bệnh viện Ca nói, sau 3 tuần bệnh nhân suy kiệt nhập viện cấp cứu xong không qua khỏi. Theo bác sĩ, nước kiềm hay nước có tính kiềm được xác định dựa trên độ pH của nước. Độ pH trên 7 thì dung dịch có tính kiềm. Đây chỉ là nước điện giải, có thể bổ sung để kháng cho con người, không thể thay thế thuốc chữa bệnh, bác sĩ Nam giải thích. Nhiều người tin rằng nước kiềm có thể giúp trung hòa axit dư thừa trong cơ thể hoặc ăn các thực phẩm dầu kiềm như các loại hạt, rau củ, quả, rong biển, trái cây giúp kiềm hóa máu và ngăn chặn khối u. Song chưa có nghiên cứu nào khẳng định chỉ uống nước kiềm có thể trị bệnh dạ dày và ung thư. Y khoa và chưa ghi nhận trường hợp nào khỏi ung thư chỉ nhờ thuốc nam, thuốc gia truyền. Người bệnh nhịn ăn càng khiến hệ miễn dịch suy giảm, nhanh suy kiệt và tử vong hơn. Bệnh ung thư dạ dày thường tiến triển âm thầm, triệu chứng mơ hồ không điển hình nên dễ nhầm lẫn với các bệnh lành tính khác. Tại Việt Nam, hơn 90% người ung thư dạ dày đến viện trong giai đoạn muộn khiến việc điều trị khó khăn, tỷ lệ khỏi bệnh và sống trên 5 năm sau phẫu thuật thấp. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Đức, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tại bệnh viện Ung biếu thành phố Hồ Chí Minh, cơ thể chúng ta luôn ổn định lượng ion trong một giới hạn nhất định, cơ bản gồm 4 loại: natri, kali, clo, HCO3 và cơ thể của chúng ta luôn ở trạng thái thăng bằng kiềm toan thể hiện pH trong khoảng 7,35 đến 7,45. Giải thích về thắc mắc của nhiều người bệnh ung thư cho rằng uống nước ion kiềm giúp kiềm hóa được khối u. Theo bác sĩ Đức, việc bổ sung chất khoáng cho cơ thể thông qua nước uống hoặc thuốc viên có các khoáng chất đã phổ biến từ ngày xưa. Đối với bệnh nhân ung thư thì cần hiểu rõ là môi trường khối u bị nhiễm toan, axit, thiếu oxy, chuyển hóa đường vượt định mức, chuyển hóa lactic, điều này làm cho các tế bào ung thư phải luôn sống trong một môi trường vô cùng chật trội mật độ cao axit hóa nên chúng trở nên rất dữ và trở thành những quái vật ngâm axit. Môi trường này độc hại đến mức làm cho các tế bào miễn dịch rất khó tiếp cận và tấn công tế bào ung thư, hoạt động kháng thể, bổ thể gần như tê liệt. Nhưng môi trường toàn thân vẫn ở trạng thái thăng bằng kiềm toan, nếu cơ thể mà nhiễm toan hay nhiễm kiềm là sẽ rơi vào tình trạng cấp cứu. Một giải pháp điều trị hiệu quả về hóa trị, trúng đích, xạ trị, miễn dịch là phải làm cho tế bào ung thư bị tiêu diệt và môi trường nội u giảm axit và không bị thiếu oxy. Từ đó một số khái niệm là nước uống ion kiềm cũng hy vọng làm được điều này Bác sĩ Đức giải thích, sau khi chúng ta uống nước có thể có pH kiềm thì vào dạ dày đã phải bị trung hòa vì môi trường dạ dày là môi trường axit, sau đó đến ruột là một bước cân bằng tiếp theo trước khi được hấp thụ vào máu. Sau khi vào máu thì pH phải luôn ở mức ổn định, với hy vọng nhờ uống nước ion kiềm giúp kiềm hóa được toàn thân kháng lại quá trình oxy hóa khử và kiềm hóa được môi trường khối u là một điều không dễ dàng, bác sĩ Đức cho biết thêm, bởi vì một nguyên tắc rất đơn giản. Tế bào ung thư tự tạo ra môi trường axit hóa quanh chúng là chúng đang tự bảo vệ chính mình và cơ thể chúng ta phải nhờ vào các tế bào miễn dịch mới có thể chiến đấu chống lại tình trạng này. Nhiều người vẫn cho rằng người Nhật uống nước y âm kiềm nên sống thọ hơn các khu vực khác. Chia sẻ về vấn đề này, bác sĩ Đức cho rằng Người Nhật Bản lâu nay sống rất thọ vì họ giáo dục về sức khỏe hành vi của họ rất kỹ lưỡng, cẩn thận, tỉ mỉ và chu đáo. Môi trường không khí và nguồn nước ở Nhật Bản rất sạch sẽ, thuộc hàng tốt nhất trên thế giới. Những thực phẩm, nông sản của Nhật Bản thì chất lượng rất cao, giá trị dinh dưỡng rất tốt. Đây mới thực sự là bí quyết sống khỏe của người Nhật Bản. Chúng toàn bộ người dân Nhật Bản không uống nước y âm kiềm để sống thọ và cũng không khuyến cáo người dân dùng nước y âm kiềm để phòng tránh hay điều trị bệnh ung thư. Vì vậy, Việc uống nước y âm kiềm nhằm đề phòng ung thư hoặc chữa bệnh ung thư thì không thể bằng việc sống khoa học, không rượu bia, không quan hệ tình dục không an toàn, tiêm phòng HPV, HBV đầy đủ, ăn uống những thực phẩm có nguồn gốc, có hạn dùng rõ ràng, được các nhà quản lý công nhận và sống trong môi trường ít khói bụi, không thuốc lá, bác sĩ Đức khuyến cáo. Để phòng ung thư, theo bác sĩ Đức, chúng ta cố gắng tự cải tạo môi trường sống xung quanh trong xanh, thoải mái, không tiêu cực, không căng thẳng, trồng một loại cây xanh, loại cây trồng trong nhà, trang bị máy hút khói trong nhà bếp, chọn thêm một máy lọc không khí trong phòng ngủ, giữ thêm một thói quen tốt như ăn sô cô la đắng, mật ong, trà xanh, ăn nhiều rau xanh, trái cây có vitamin C, trái liệu, phơi nắng đủ, ngồi thiền, bởi sự thay đổi tích cực sẽ giúp chúng ta ngày càng trẻ, khỏe, đẹp, không bị oxy hóa và giảm nguy cơ ung thư xuống rất thấp. Cũng theo bác sĩ Đức, việc uống nước y âm kiềm cũng là một thói quen tốt vì chất lượng nước lọc qua máy sẽ tốt hơn nước thông thường tuy nhiên để được tính là phòng tránh hoặc điều trị ung thư thì cần thận trọng phó giáo sư tiến sĩ trần thượng quảng phó trưởng bộ môn hóa hữu cơ trường đại học bách khoa hà nội cũng khẳng định hiện tại không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào hỗ trợ cho ý tưởng rằng nước kiềm có thể điều trị hoặc ngăn ngừa ung thư mặc dù có rất ít nghiên cứu về sự ảnh hưởng của kiềm đối với cơ thể con người tuy nhiên mức độ kiềm cao trong nước được cho là có khả năng gây hại cho sức khỏe ông Quảng giải thích nước y âm kiềm gần như không thể thay đổi mức độ ph trong máu mặc dù cơ thể mỗi người có nhiều cơ chế điều chỉnh phức tạp liên quan đến việc giữ độ ph bên trong trong, nhưng mỗi người có cách cân bằng tự nhiên. Với những người bị ung thư, các tế bào ung thư tạo ra axit lactic, nhưng nó thường không đủ để thay đổi mức độ pH của toàn bộ cơ thể. Dù nước uống kiềm được coi là an toàn, nhưng nó có thể tạo ra một số tác dụng phụ tiêu cực, bao gồm giảm axit dạ dày tự nhiên, giảm khả năng tiêu diệt vi khuẩn và xua đuổi các mầm bệnh không mong muốn xâm nhập vào máu của bạn. Ngoài ra, sự dư thừa tổng thể của kiềm trong cơ thể có thể gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa và kích ứng da. Quá nhiều kiềm cũng có thể kích động cơ thể dẫn đến có thể tạo ra triệu chứng buồn nôn nôn run tay co giật cơ bắp, ngừa gian ở tứ chi hoặc mặt, đáng trí. Nhiễm kiềm cũng có thể gây giảm canxi tự do trong cơ thể, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của xương, phó giáo sư Quảng lưu ý thêm. Theo tổ chức phi lợi nhuận dẫn đầu tại Mỹ và toàn thế giới Mayo Clinic, uống nước thường xuyên rất tốt cho mọi người, không có bằng chứng khoa học nào xác minh đầy đủ các tuyên bố của những người ủng hộ nước ion kiềm. Tuy nhiên, có một vài nghiên cứu cho thấy nước kiềm có thể hữu ích trong một số điều kiện, ví dụ một nghiên cứu năm 2012 cho thấy uống nước kiềm có ga có độ pH là 8,8 có thể giúp khử hoạt pepsin, enzyme chính gây ra trào ngược axit. Một nghiên cứu khác cho thấy uống nước ion kiềm có thể có lợi cho những người bị huyết áp cao, tiểu đường và cholesterol cao. Để giải thích về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thượng Quảng phân tích, nước y ông kiềm liên quan đến độ pH của nước. Độ pH là một đại lượng đo độ axit hoặc kiềm theo thang điểm từ 0 đến 14. Ví dụ, dung dịch có độ pH bằng 1 có tính axit cao và dung dịch có độ pH là 13, 14 sẽ cho độ kiềm rất cao. Nước kiềm có độ pH cao hơn nước uống thông thường, do đó một số người tin rằng nó có thể trung hòa axit trong cơ thể. Nước kiềm chứa khoáng chất kiềm và khả năng khử oxy hóa âm tính (ORP). ORP là khả năng của nước hoạt động như một chất chống oxy hóa, giá trị ORP càng âm nó chống oxy hóa càng cao. Đối với một số người, nước y âm kiềm cũng có thể cải thiện các triệu chứng liên quan đến trào ngược axit axit dạ dày. Tuy nhiên trong một cơ thể có chức năng bình thường, nước y âm kiềm được bán tại các cửa hàng sẽ không gây ra thay đổi đáng kể trong cơ thể. Sự cân bằng axit bazơ của cơ thể mỗi người là do các bộ phận trong cơ thể tạo ra, phò giáo sư Quảng nhấn mạnh. Nước chúng ta uống hàng ngày có độ pH trung tính là 7,5, nước y âm kiềm có độ pH cao hơn là 8 đến 9, chỉ số càng cao kiềm càng nhiều. Con số càng thấp thì càng có tính axit. Một nghiên cứu từ năm 2013, nước có độ pH thấp có tính axit có xu hướng tác dụng độc hại. Người ta cho rằng dùng thức ăn và đồ uống có tính axit có thể làm tăng nguy cơ phát triển ung thư. Một số giả thuyết cho rằng nước y âm kiềm sẽ gây đói cho các tế bào ung thư trong cơ thể, vì các tế bào ung thư phát triển mạnh trong môi trường axit, nói chung nước y âm kiềm chỉ có thể có tác dụng hydrat hóa trên cơ thể.